Sáng nay, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tiếp tục thực nghiệm điều tra lần 2 vụ bé trai 6 tuổi tử vong do đã bị tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway. Tài xế Doãn Quý Phiến, người lái chiếc xe đưa đón học sinh, được yêu cầu thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường. Buổi thực nghiệm sẽ tiếp tục vào 15 giờ chiều nay. Trước đó, luật sư cùng gia đình nạn nhân cho biết họ đã gửi bản kiến nghị gồm 6 nội dung, mong muốn cơ quan tố tụng làm rõ. Một trong số đó đã có kiến nghị cần thu thập toàn bộ dữ liệu camera khu vực cổng trường, hành lang, phòng học, phòng y tế của trường Gateway để làm rõ hành trình di chuyển của nạn nhân hôm ngày 6 tháng 8.